vấn nạn tép kêu bé tí, kêu tí ti đa số là nằm ở vang số. Những anh em chơi vang số, tép kêu bé tí, kêu tí ti, nguyên nhân là do đâu? Kể cả cái đôi triệu rưỡi này kêu tí ti, kêu bé tí không ra nổi, đó là những con vang số cài không chuẩn, vang số khóa tép, hãm tép rất là nặng. 99% tép kêu bé tí, kêu tí ti là do anh em chơi vang số. Có những vang cơ này, âm ly này, lọc xì này, mixer này, thoải mái. Nhiều anh em đã chơi vang số lại nâng tiếng nữa thì hầu như là đôi triệu rưỡi này bị hoàn về là có chắc. Đấy, rất nhiều anh em cài không chuẩn, hãm tép rất là sâu, hãm rất là nặng. Có con thì chúng tôi bị hồi hàng oan từ những cái loại vang này, nên là chúng tôi hết sức thận trọng bán hàng cho anh em chơi vang số. Anh em hãy xem video này thì anh em muốn chất âm hay thì anh em phải cài lại vang số. Chứ còn bây giờ hàng chúng tôi quảng cáo hay như vậy mà về các vang của anh em như vậy thì bị hồi hàng oan là có chắc. Đấy, mang tiếng nhá. Đấy, nên là chúng tôi làm cái video này để cho anh em biết tép kêu bé tí, kêu tí ti là do vang số cài không chuẩn, khóa tép.